Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, dù phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát đã bước sang hồi kết với bản án tử hình thích đáng cho bà Trương Mỹ Lan, thế nhưng từng động thái mới của người trong cuộc vẫn luôn được dư luận quan tâm chú ý. Đáng chú ý, sau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 18 bị cáo khác gồm Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phi Loan, Trần Thị Mỹ Dung, Lê Khánh Hiền, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Duy Phương, Phan Tấn Trung, Nguyễn Ngọc Tú, Mai Hồng Chín, Phạm Văn Phi, Nguyễn Cửu Tình, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Tấn Trước, Đào Trí Kiên cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Dương, kháng cáo xin không chịu phần bồi thường liên quan đến công ty dầu khí Đông Phương. Bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB cũng có đơn kháng cáo. Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty Cổ phần T và H Hạ Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh kháng cáo về phần tiền phải trả cho Trương Mỹ Lan. Trước đó ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo, gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB, bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trốn truy nã, xét xử vắng mặt, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ. Về dân sự, trong số 1.237 bất động sản bị kê biên, có 6 bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Đến nay, công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số bất động sản này. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng phía Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.882 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào công ty này hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Tòa cũng buộc Công ty Cổ phần T và H Hạ Long và Công ty Âu Lạc của ông Đào Hồng Tuyển nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để đảm bảo thi hành án. Đối với quan hệ thế chấp, đảm bảo liên quan đến quyền sử dụng đất của Công ty Âu Lạc và Công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Công ty Cổ phần T và H Hạ Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên rõ sau khi phía công ty hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 6.095 tỷ đồng thì trả lại các tài khoản đang bị kê biên cho công ty. Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng, tòa tuyên Công ty Cổ phần T và H Hạ Long, gọi tắt là Công ty T và H Hạ Long, và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh, gọi tắt là Công ty Âu Lạc, phải nộp hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Âu Lạc, Công ty T và H Hạ Long, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 70,59% vốn điều lệ của Công ty T và H Hạ Long, 3 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty T và H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc. Trong khi đó, quá trình xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan khai có hợp tác liên quan đến dự án Tuần Châu ở đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, nhưng bà không nhớ. Và tiền được đưa cho ông Tuyển, Tuần Châu, tức ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh, thường được gọi là chú Đào Tuần Châu, trong suốt nhiều năm mà không có giấy tờ gì. Sau phần án tuyên trên, Công ty T và H Hạ Long và Công ty Âu Lạc kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên rõ, sau khi phía công ty thực hiện nghĩa vụ theo bản án,
thì hủy các hợp đồng khung liên quan và trả lại các tài sản đang bị kê biên cho công ty. Theo bản án sơ thẩm, về quan hệ của bị cáo Trương Mỹ Lan và phía công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long được xác định ông Đào Anh Tuấn, con trai ông Đào Hồng Tuyển và hai công ty trên nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 6.095 tỷ đồng. Gồm 3.179 tỷ đồng mà ông Đào Anh Tuấn nhận từ thỏa thuận khung ngày 20 tháng 12 năm 2021. Trong đó, 1.411 tỷ đồng tương ứng với 70,59% cổ phần của công ty T và H Hạ Long đã chuyển nhượng cho phía bà Trương Mỹ Lan. Còn lại 1.768 tỷ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung. Với khoản tiền 2.916 tỷ đồng còn lại, trong tổng số 6.095 tỷ đồng, theo bản án sơ thẩm, công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long đã nhận được từ 5 công ty, bao gồm công ty Sunny World, công ty Vạn Phát, công ty Hưng Phúc, công ty Vĩnh Thịnh Phát, công ty Hải Hà, theo 5 thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản, đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án, 243 căn nhà liền kề thuộc dự án khu biệt thự Morningstar và khu biệt thự Hoàng Long, tương ứng với 9 sổ đất đã thế chấp, đảm bảo các khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản tại SCB với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng. Như vậy, để sở hữu 243 căn nhà liền kề thuộc dự án khu biệt thự Morningstar và khu biệt thự Hoàng Long, phía bà Lan còn phải thanh toán cho công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long số tiền 2.152 tỷ đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định, trong vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện. Theo hồ sơ vụ án thể hiện, thực tế bị cáo Lan đã chuyển cho công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long số tiền hơn 6.095 tỷ đồng và tiền này lại từ nguồn SCB. Vì vậy, tòa tuyên buộc thu hồi số tiền nêu trên về cho SCB để đảm bảo khắc phục vụ án. Đối với các quan hệ thế chấp, đảm bảo liên quan đến các tài sản của hai công ty là công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long để đảm bảo khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng cần tách ra để công ty Âu Lạc, công ty T và H Hạ Long giải quyết với SCB và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu. Theo hội đồng xét xử, biệt thự cổ tại số 110-112 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu công ty Mineva và cổ đông của công ty này thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt bản án hình sự sơ thẩm đến 86 bị cáo, đương sự, các cơ quan liên quan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, ngoài việc nhận định chi tiết về hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án, hội đồng xét xử còn phán quyết về phần dân sự liên quan. Trong đó, tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty Mineva, nhưng thực ra do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Bà Lan giải thích, biệt thự cổ là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn. Về đề nghị trên của bà Lan, án sơ thẩm nêu biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của công ty Mineva chưa thu giữ được sổ đỏ. Hiện bà Chu Duyệt Phấn, con gái bà Trương Mỹ Lan, có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng tiền mua do các cổ đông của công ty Mineva góp. Hội đồng xét xử xét thấy, các cổ đông của công ty Mineva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, cổ đông của công ty Mineva gồm công ty cổ phần tập đoàn Horizon do bà Chu Duyệt Phấn đại diện chiếm 48% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Luminen do ông Trương Lập Hưng là cháu bà Trương Mỹ Lan đại diện chiếm 26% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn Radian do vợ của Trương Lập Hưng đại diện chiếm 26% vốn điều lệ. Hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tài sản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Đối với bất động sản là tòa nhà số 19, 21, 23, 25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, do công ty cổ phần tập đoàn Horizon thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu. Hiện SCB đã đặt cọc cho công ty này hơn 336 tỷ đồng tiền thuê 3 năm để thuê tòa nhà làm trụ sở làm việc trong thời hạn 10 năm kể từ tháng 7 năm 2019. Hội đồng xét xử cho rằng đây là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên
để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong vụ án. Về quan hệ liên quan đến hợp đồng thuê giữa SCB và công ty Horizon là một quan hệ pháp luật khác nên hội đồng xét xử đề nghị hai bên giải quyết theo quy định. Trong trường hợp sau khi giải quyết xong quan hệ liên quan đến hợp đồng thuê, thì phần tiền đặt cọc còn lại nếu có sẽ được thu hồi để đảm bảo nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Tất cả những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.